Tập 12. Cậu lại làm sao thế? Hôm nay xe tôi bị cấm, cho tôi mượn tí đi. Không cho, nay tôi có hẹn rồi. Tôi biết. Chị hẹn Peter bên TIG chứ gì? Khảo sát địa điểm, Peter nhạt nhẽo lắm. Sao tôi lại không thấy thế nhỉ? Tôi lại thấy Peter rất nghiêm túc, làm việc rất đáng tin. Vậy thì cậu hẹn Hạ Kha tới công ty đi, uống cà phê nói chuyện. Mấy việc khổ sai chạy qua chạy lại, cậu để đấy cho tôi được rồi. Không không không, từ từ. Cậu đi hộ tôi. Tôi thấy cậu là đang có ý đồ gì khác. Cậu có biết cũng đừng nói toẹt ra như thế chứ. Cậu còn được đi tới quán tập Kendo hưởng phúc rồi, mà còn nhẫn tâm để tôi lẻ loi một mình sao? Khu trung tâm thương mại này chủ yếu là các nhãn hiệu tầm trung và cao cấp, cùng một số thương hiệu nhỏ lẻ khác. 70% là kinh doanh các mặt hàng cho nữ giới. Dưới tầng là siêu thị nhập khẩu. Hai tầng bên trên đều là phục vụ ăn uống. Còn không ít những quán ăn đang hot trên mạng. Trong vòng 3 km trở lại đều là các tòa nhà văn phòng. Có thể nói lượng khách vào ngày thường còn nhiều hơn so với cuối tuần. Vậy nên nhóm khách hàng chủ yếu là các nữ nhân viên văn phòng làm việc gần đây. Học 1 hiểu 10. Các nữ nhân viên tuổi từ 24 tới 35 đều có khả năng tiêu dùng từ mức trung bình trở lên, là các khách hàng tiềm năng, là tình yêu không giới hạn của chúng ta. Vậy nên tổ chức sự kiện offline tại đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Thế nên chuyện công việc anh muốn nói với tôi là chuyện này hả? Không vậy thì sao? Thế em nghĩ là chuyện gì? Hay là em đang chờ đợi điều gì khác? Nhưng việc này tôi có phụ trách đâu. Anh nói với tôi cũng chả tác dụng gì. Tôi đi trước đây. Ai bảo thế? Anh cần em cho anh một tư liệu thiết kế phù hợp với khí chất địa điểm nhất, dựa trên phong cách thiết kế của trung tâm thương mại. Thêm nữa là em am hiểu mỹ thuật, lại là người thiết kế phụ bản trò chơi. Ý kiến của em có giá trị tham khảo lớn nhất. Đương nhiên rồi. Anh mời em ăn cơm. Ăn gì nhỉ? Ăn đồ Tây Ban Nha có được không? Anh mời em ăn cơm chứ có phải ăn em đâu. Có cần thiết phải như thế không? Tôi không có rảnh như giám đốc Hà đâu. Sắp tới lượt thử nghiệm thứ hai của game rồi. Em xem nhé. Là một nhân viên chuyên nghiệp thì phải biết cách giảm áp lực cho mình. Em phải học cách cho dù có phải gánh lấy núi Thái Sơn, cũng vẫn phải yêu đời ca hát dạy múa. Những lúc bị kẹt trong cuộc sống phải biết cách sinh tồn. Gió chỉ cần thổi là sẽ mạnh lên. Thế này đi, anh với em đi cược. Nếu anh thắng em thì em phải đi ăn với anh. Anh thua thì anh đưa em về công ty. Ok không? Cược cái gì? Em nhìn người phụ nữ kia, đoán xem là làm nghề gì. Không biết. Đeo kính. Là cô giáo. Anh đoán cô ấy là người làm tài vụ. Kế toán lương, mua gì thế? Đi thôi. Vì sao? Lúc nãy anh nhìn thấy cô ấy thử giày, đôi nào cũng nguyên tem trả về chỗ cũ, chứng tỏ người này mắc chứng OCD. Cửa hàng ngày hôm nay mua 300 tệ giảm 30 tệ, có thể hội viên sẽ được giảm thêm 15%. Thanh toán qua mạng thì còn giảm nữa. Lúc nãy anh thấy cô ấy ấn máy tính rất thành thục, thế nên thường ngày phải dùng thường xuyên. Hơn nữa là quá đơn mua hàng, cô ấy không để trong túi sách mà cẩn thận cất vào ví, chứng tỏ cô ấy bị bệnh nghề nghiệp, phải sắp xếp chỉnh tề các quá đơn. Có phải đang cảm thấy cực kỳ bái phục anh không? Thật ra ý anh là anh rất có mắt nhìn người. Từ ngày chúng mình làm việc với nhau, anh quan sát từng chút một. Em là một người rất có trách nhiệm, lại cực kỳ có tiềm năng thiết kế trò chơi. Thật đó, phụ bản trò chơi này nhất định sẽ hot cho xem. Vậy nên chúng mình lát nữa đi ăn đâu đây? Em hơi hoài nghi. Anh có quen biết người kia hả? Anh có không đáng tin như thế không? Rất không đáng tin. Thế này đi, em đổi người khác. Người đàn ông kia kìa. Chồng cũ của chị Thẩm Thanh. Người quen cũ rồi. Anh ta vào cửa hàng trang sức mua đồ cho chị Thẩm Thanh đúng không? Tốt nhất là mình đừng đoán anh ta muốn làm gì. Đi thôi.
Tôi từng mua cửa hàng này một chiếc nhẫn kim cương. Cô xem giúp tôi mẫu này còn hàng không? Thưa anh may mắn thật đấy. Mẫu này chúng tôi ngừng sản xuất rồi, nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn còn hàng. Mời anh đợi một lát. Cảm ơn. Không có gì. Quả nhiên là đồ mặt dày ăn mày quá khứ. Hai anh chị cần gì ạ? Nhẫn đôi. Dạ vâng. Thẩm Thanh, lát nữa anh tới đón em. Anh đem tới chỗ này. Lát nữa gặp lại sao? Được. Anh ta hẹn chị Thẩm Thanh lại còn mua nhẫn. Đây là muốn cầu hôn mà. Sao anh biết được? Nhẫn mạnh cần đây ạ. Mời nhận lấy. Cảm ơn cô. Không có gì, anh đi thông thả. Làm gì đấy, nghiêm túc đi. Bạn gái tôi có một khuyết điểm là quá kén chọn. Tại sao lại tới đây? Rời khỏi đây lâu như thế. Khi đó chúng ta thích nhất đồ ăn ở đây. Em còn nhớ không? Chủ tiệm này mang họ Thẩm giống em. Chỉ sợ anh phải thất vọng rồi. Nhà hàng này đóng cửa lâu rồi. Cô Thẩm. Ông chủ Thẩm, lâu lắm không gặp. Sao cô lại ở đây? Cửa hàng này không phải đã phải. Năm ngoái tôi đóng cửa nhà hàng, về quê an hưởng tuổi già. Không lâu trước anh Lăng đây cố ý về tận nhà tôi thăm hỏi, muốn mời tôi quay về nấu một bữa riêng cho cô. Anh Lăng kể anh ấy muốn cầu hôn cô ở nhà hàng của tôi. Rất là hoài niệm. Hai người hạnh phúc lắm. Không tồi. Được rồi ông chủ, chúng ta vào trong nói chuyện. Đúng. Mời vào trong, vào trong. Hai người tìm ai thế? Chúng tôi tới ăn cơm. Cửa hàng chúng tôi đóng cửa lâu rồi, không kinh doanh nữa. Nhưng rõ tôi mới thấy có người đi vào mà. Đó là bà của ông chủ. Xin lỗi, mời hai người về cho. Làm thế nào đây? Làm thế nào? Bên trong quán một chút cũng không thay đổi. Là anh Lăng dặn tôi phải bày biện y hệt ngày xưa. Ông chủ Thẩm, nếu không phải nhìn thấy ông, tôi còn tưởng là thời gian chảy ngược nữa kìa. Thật sao? Cô Thẩm nói chuyện rất thú vị. Hai người từ từ nói. Đồ ăn tôi đều đã chuẩn bị xong rồi. Ok, làm phiền ông rồi, ông chủ Thẩm. Khách sáo gì chứ? Có phải lúc nãy anh nghe thấy có người nói ngày xưa Lăng Sơn cầu hôn chị Thẩm Thanh ở đây không? Sắp xếp thế này cũng làm anh bất ngờ. Chỉ sợ là phụ nữ đều khó tránh khỏi sát thương của loại chưởng mang tên ký ức này thôi. Phải làm sao đây? Nếu chị ấy đồng ý thật thì sao? Hạ Kha là anh em của anh. Tên khốn nạn đó muốn cư lại chị của Hạ Kha, anh nhất định phải làm cho rõ. Ngược lại là em đó, đã bị núi Thái Sơn đè rồi, còn cứ hứng ở đây hóng chuyện của nhà bếp. Ai nói tôi quan tâm chủ tịch Hạ chứ? Tôi đang quan tâm Sở Nam thôi. Anh ấy cũng là bạn tôi. Hơn nữa, anh ấy với chị Thẩm Thanh là thật lòng với nhau. Sở Nam, bạn trai cũ của em á. Nói thật chứ, anh thực sự thấy hổ thẹn trước mối quan hệ giữa em và bạn trai cũ. Vậy mau gọi điện thoại cho anh ta đi. Phải tiết lộ tình hình chứ. Đợi tí nữa cái nhẫn kim cương kia đeo vào thì muộn rồi. Đúng vậy. Anh đi đâu đấy? Nghĩ cách vào trong thôi.
Sở Nam, chồng cũ chị Thẩm Thanh định cầu hôn chị ấy. Nếu anh không muốn hối hận thì mau mau tới địa chỉ này. Alo, chủ tịch Hạ, anh tới đường Kim Hồ một chuyến được không? Không rảnh, chị Thẩm Thanh với Lăng Sơn đang ở đây, tôi gửi địa chỉ cho anh. Làm sao cô biết Lăng Sơn? Đừng hỏi nhiều nữa, bọn họ có thể sắp tái hôn đó. Anh đến hay là không đến đây? Anh kiếm cầu thang ở đâu thế? Hà Tiểu Tây đây thần thông quảng đại, muốn gì có nấy. Anh biết chắc em chưa bao giờ làm những chuyện như này. Có điều yên tâm, anh lúc nhỏ thường xuyên trèo tường trốn học, thế nên anh sẽ nhảy xuống trước rồi đón em ở phía dưới. Em chỉ việc nhảy vào lòng anh là được rồi. Hà hà, em nhảy xuống anh nhớ đón em đấy. Yên tâm, anh sẽ đón được em mà. Hà hà, anh lợi hại thật đấy. Đồ thần kinh. Em không vào à? Anh vào rồi mở cửa cho tôi. Thì em cũng phải đỡ cầu thang cho anh chứ. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Đúng là lâu rồi em không được thưởng thức hương vị này. Nếu như anh đã tìm được hương vị ngày đó em thích, thì cũng có thể tìm lại được những kỷ niệm đẹp nhất như chúng ta. Ăn đi. Anh cũng ăn đi chứ. Em ăn hết sạch rồi đây này. Không sao, em ăn đi. Thẩm Thanh này, anh không thể đưa em đi những nhà hàng sang trọng, chỉ có thể ăn những món bình thường. Em không chê chứ? Em thực sự rất thích chỗ này. Anh cũng biết có sơn hào hải vị là em chưa ăn đâu. Rất ít người nấu những món này cho em ăn. Có một kiểu hương vị giống như mẹ làm. Anh muốn mãi mãi ở bên em. Tuy rằng bây giờ chỉ có thể ăn những món bình dân, nhưng anh đảm bảo vĩnh viễn mang lại cảm giác gia đình cho em. Mãi mãi. Thẩm Thanh, em đồng ý lấy anh chứ? Thẩm Thanh, tha thứ cho anh từng lạc đường mà rời xa em. Nhưng kể từ hôm nay, anh sẽ trao cả cuộc đời này cho em, mang tới một ngôi nhà đầy đủ cho em và Tiểu Tây. Chúng mình tái hôn đi. Chị Thẩm Thanh, chị không được đồng ý. Hình giận Hà Ngộ, lâu rồi không gặp chị Thẩm Thanh. Sao hai người xứng đôi không chị? Thì khẩu vị của em cũng phải thay đổi chứ. Dư vị nhân sinh có trăm ngàn kiểu, em tội gì cứ phải lưu luyến dư vị ngày xưa. Đúng không chị Thẩm Thanh? Chị Thẩm Thanh, bất kể chị nghĩ như thế nào, tất cả đều hãy đợi Hạ Kha tới được không? Có nhiều chuyện mà chị không biết. Chuyện gì chứ? Em không nói được. Chuyện này nhất định phải để Hạ Kha nói với chị. Chị tin em, anh ấy đang trên đường tới rồi. Thẩm Thanh,
Chẳng nhẽ em định để em trai em một lần nữa chia rẽ chúng ta sao? Chị Thẩm Thanh, chị Hạ Kha thực sự chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chị. Nếu không phải tại cậu ta thì chúng tôi sẽ không ly hôn. Thẩm Tiểu Tây cũng sẽ không lớn lên trong một gia đình không có cha. Đủ rồi. Lăng Sơn, em xin lỗi. Em không thể lấy anh. Thẩm Thanh, chẳng nhẽ em tin lời bọn họ nói ư? Phải, em thừa nhận. Những gì anh làm hôm nay đều để em nhớ lại những gì ta đã trải qua. Nhưng mà những thứ đó chỉ là kỷ niệm. Trong lòng em giờ đây đã có người khác rồi. Là ai? Có phải tên Sở Nam kia không? Em không hề yêu hắn ta. Không, em yêu anh ấy. Đúng vậy, em từng luôn coi anh ấy là nơi lánh nạn của mình. Những lúc thật sự không thể chịu đựng nữa, em sẽ tới đó trốn vào. Nhưng mà khi em trở lại đầy sức sống, lòng tự tôn lại trở thành vũ khí mà em kiêu ngạo nhất. Em dùng biết bao những lời lẽ cay độc làm tổn thương để đẩy anh ấy ra xa. Thực ra em biết anh ấy là người đã cứu vớt em. Không có anh ấy cũng sẽ không có em của hôm nay. Có thể em mãi mãi cũng không bỏ được sự kiêu ngạo của mình, nhưng vị trí trong lòng em là để dành cho anh ấy. Sở Nam, em mãi mãi không cần phải từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Chứng kiến bạn trai cũ tìm thấy tình yêu đích thực cảm thấy thế nào? Có cần anh cho mượn bờ vai này không? Ai cần chứ. Đừng cố, cơ bắp của anh rất chắc. Xê ra đi. Chủ tịch Hạ, Sở Nam. Cậu tới chậm một bước rồi. Có điều mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tôi. Anh ta vừa nãy vẫn ở đây mà, không biết đi từ lúc nào rồi. Em có chuyện muốn nói với chị. Em nói đi. Chị có còn nhớ Hồ Nhiên Nhiên ở tập đoàn hồi trước không? Em nói đến trợ lý thương vụ của Lăng Sơn hồi xưa. Đúng rồi. Hai người họ sắp đánh nhau đấy à? Một núi lửa với một pháo dây cũng không dám chắc. Không đâu. Xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị, em chỉ muốn bảo vệ chị. Vẫn chưa chính thức giới thiệu, tôi là Hà Ngộ, là bạn học, là anh em của Hà Kha, cũng là người theo đuổi Hình Vận, là người kế nhiệm anh. Người kế nhiệm, đúng vậy. Nếu như cậu muốn kế nhiệm tôi thì cậu không cưa nổi cô ấy đâu. Lên xe anh tiễn em. Giám đốc Hà, hình như cô ấy không phải nhân viên bên Javio nhà cậu. Em vừa mới biết được bí mật động trời của sếp mình. Cẩn thận lát nữa bị cậu ta diệt khẩu đấy. Được rồi, cô ngồi xe cô ấy cũng được. Nhưng hôm nay coi như nghỉ không phép.
Chủ tịch Hạ, tôi với giám đốc Hà ra ngoài chỉ đơn thuần là công việc thôi. Vậy mà tôi xem nêu phép của cậu ta, chả thấy có dễ gì là hai người đi làm cả, mà lại là làm việc riêng tư đấy. Anh, chủ tịch Hạ, cái này chỉ là hiểu lầm. Lúc nãy bọn họ ở cửa hàng trang sức, chỉ để do thám tin tức của chị Thẩm Thanh và Lăng Sơn thôi. Anh xóa cho tôi. Không xóa, xóa ngay. Anh không xóa, anh có xóa hay không? Không xóa, đưa đây. Không, không xóa, đưa điện thoại đây. Không đưa, đưa điện thoại đây, đưa tôi. Alo. Chị bình tĩnh, Tiểu Tây làm sao rồi? Lên xe ngay, xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Sơn tới nhà trẻ đón Tiểu Tây rồi. Này, mấy người... Chúng ta đi tìm mẹ đúng không? Mẹ nói không được đi riêng với bố. Bố quên rồi à? Con hỏi bố, mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Câm mồm. Ngồi yên đấy. Xem lại bất cẩn vậy chứ. Lúc trước em với anh ấy có cùng tới nhà trẻ đón Tiểu Tây, thế nên cô giáo đều biết mặt anh ấy. Anh ta là bố đẻ của Tiểu Tây, chắc sẽ không làm gì nó đâu. Alo chị à, Lăng Sơn đi xe gì vậy? Màu đen, hình như là Honda. Biển số xe là gì? Chị không biết, đuôi số hình như là số 1. S51. Đúng rồi, S51. Hạ Kha, nhất định phải tìm được Lăng Sơn. Anh ta nợ ngoài hơn 1 triệu tệ, còn nhiều khoản vay khác nữa. Có thể gì tiền? Hồi trước em có tặng Tiểu Tây một chiếc đồng hồ định vị, nó có đeo không? Có. Lúc đi học nó đều đeo. Được, vậy chị tìm vị trí rồi gửi cho em. Được. Chị ấy gửi chưa? Gửi rồi. Là chiếc kia. Ngồi chắc vào. Alo chị à, em nhìn thấy xe của Lăng Sơn rồi. Cẩn thận. Hạ Kha, trên xe có trẻ con, lần này không được xảy ra chuyện nữa. Hạ Kha, cứu Tiểu Tây đi. Chị tin em. Đi tiếp lại vào núi rồi. Đường lên núi muốn đuổi kịp anh ta cũng khó. Tiểu Tây, trên xe còn có trẻ con, anh không sợ nguy hiểm sao? Mẹ, Thẩm Thanh, anh sai rồi. Đáng lẽ ban đầu anh không nên nghe lời người phụ nữ đó. Cô ta nhắm trúng thân phận con rể nhỏ Hạ của anh, nên mới đối tốt với anh. Tiêu hết tiền, cô ta liền bỏ anh theo người khác. Sau đấy anh vay ngân hàng, muốn làm ăn thức đỉnh, nhưng không ngờ bị người ta lừa sạch. Anh thực sự cùng đường rồi Thẩm Thanh à? Vậy thì tại sao anh định đưa Tiểu Tây đi đâu? Anh là bố nó, làm sao mà hại nó được? Anh chỉ muốn lấy nó ra để đổi chút tiền của bà nội. Thẩm Thanh, anh sai rồi. Anh cũng là một chút hồ đồ. Em để mặt chúng ta từng là vợ chồng. Niềm vui sướng duy nhất của tôi chính là Tiểu Tây mang họ Thẩm chứ không phải họ Lăng. Anh đi đi, tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Mình về thôi. Thẩm Thanh, anh có biết Thẩm Thanh vì anh với Thẩm Tiểu Tây mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hạ không? Hạ phu nhân cũng sẽ không trả tiền cho lời đe dọa của anh nữa đâu.
Chủ tịch Hạ, anh dừng xe một lát, tôi muốn mua đồ. Đợi tôi một chút. Chủ tịch Hạ, tay của anh. Tôi thấy phía trước có công viên, hay là anh đổ xe lại, mình vào đó xử lý nha. Cảm ơn. Chuyện nhỏ mà, không cần. Tôi nói là cảm ơn cô đã chặn Thẩm Thanh lại. Không ngờ cô vì chuyện của Thẩm Thanh với Sở Nam làm nhiều việc như vậy. Tôi có thể hiểu rằng cô đã bước ra khỏi một cái bóng của một mối tình hay không. Tôi làm gì có cái bóng gì. Chỉ vì tôi là bạn gái cũ của Sở Nam nên tôi càng hiểu rõ tấm chân tình của anh ấy đối với chị Thẩm Thanh. Gần đây tôi mới hiểu ra một chuyện. Cô độc đến già đáng sợ thật, nhưng ở cùng một người khiến anh cảm thấy cô độc đến già, đó mới là điều khó chấp nhận nhất. Vậy nên tôi mong chị Thẩm Thanh đừng lựa chọn nhầm. Có điều tôi không hiểu được, tại sao phải cứ giấu chuyện Lăng Sơn ngoại tình? Nhiều năm rồi, anh thà để chị Thẩm Thanh hiểu nhầm như thế à? Lúc anh ta và chị Thẩm Thanh quen nhau, chị tôi mới 7 tuổi. Họ cùng nhau đi học, đi du học rồi tốt nghiệp, cùng đi du lịch kết hôn. Có thể nói người như Lăng Sơn đã đi hết thời thanh xuân của chị ấy. Tôi lúc nào cũng cho rằng chỉ cần tình đầu là đẹp nhất, thì cả đời của họ đều ngập tràn niềm mong chờ với tình yêu. Thế nên tôi không muốn chị ấy quên đi cách yêu một người. Hơn nữa, sau khi Lăng Sơn rời đi, chị ấy đang mang thai Tiểu Tây. Chị ấy biết bà nội sẽ không để chị ấy sinh Tiểu Tây, nên mới tự mình ra nước ngoài sinh hạ Tiểu Tây. Tới khi chị ấy bế Tiểu Tây trở về, thì tôi càng không nhẫn tâm nói sự thật ra. Thật ra tôi không mong chị ấy nhìn thấy Tiểu Tây, lại nhớ tới chuyện nó có một người bố khốn nạn. Anh có biết vì sao tôi tức giận khi anh giấu tôi chuyện của Sở Nam không? Vì sao với việc bị che giấu, yêu đương dớ dẫn, thì anh thà biết được sự thật. Anh nói thử xem đau khổ khi nhận ra tên khốn kia so với tâm trạng phức tạp khi hiểu nhầm em ruột mình nhiều năm như vậy. Điều gì khiến chị Thẩm Thanh đau khổ hơn? Tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Bỏ đi, chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không muốn giải thích nữa. Hiện tại thì ổn rồi, chị Thẩm Thanh và Sở Nam về với nhau, sau này cũng không có ai tổn thương chị ấy nữa. Chị, không sao chứ? Vừa nãy anh Sở Nam gọi tới, đồ em tìm cho chị đây rồi. Tiểu Tây, cô đưa Tiểu Tây vào trong đi. Tiểu Tây, đi thôi. Đi nào, giờ mình lên phường kết hôn thôi. Sở Nam, em cũng chưa chắc. Chuyện của chúng ta em vẫn thấy hơi mệt. Em vào trong đây. Anh sẽ không bao giờ lừa gạt tổn thương em.
Từ nay nơi nào có em và Tiểu Tây thì nơi đó có anh. Em sẽ không bao giờ cảm nhận được trời đang mưa, vì có anh đang che ô cho em. Em sẽ không bao giờ cảm thấy giá lạnh, bởi sẽ có anh sưởi ấm cho em. Em sẽ không bao giờ thấy sợ hãi hay đau khổ nữa. Đúng là anh đã từng thầm lặng bên cạnh bảo vệ cho em, nhưng bây giờ anh không đợi được nữa. Anh nhất định phải xuất hiện bên cạnh em. Anh không cho phép thêm một ai tổn thương em và Tiểu Tây. Thẩm Thanh, lấy anh đi. Cảm ơn chủ tịch Hạ. Hôm nay chúng ta không phân cấp trên cấp dưới. Tôi không muốn ngày mai tới công ty thì nghe được mấy chuyện chị em nhà họ Hạ, mấy chuyện giật gân như thế. Tôi có sân si như thế đâu. Cô lại còn không sân si. Lần trước là tai nạn thôi. Được rồi, tôi xin hứa, chuyện này tôi sẽ không nói với ai. Kể cả Y với Amy cũng không nói. Đây là bí mật của anh và tôi. Vậy tôi đi trước nha. Gặp lại sau chủ tịch Hạ. Đi đường cẩn thận. Bí mật chỉ thuộc về hai người. Giữa hai người, một khi đã có cùng một bí mật, chứng tỏ quan hệ của họ so với thường ngày. Thì sao? Thì chúng ta giữ lấy liên minh tình yêu bí mật to như thế. Cậu đừng có khoanh tay đứng nhìn được không? Tôi thì cập nhật tin tức cho cậu chả được phát nào. Cậu thương tôi một tí đi chứ, an ủi tôi một chút. Xe tôi cho cậu mượn, lý do tôi làm gì cũng bị cậu cướp mất. Kết quả thì sao? Lần trước cậu để Hạ Kha với hình dẫn diễn một bộ thử thách sống chết trong Fast and Furious. Cậu còn đòi tôi an ủi cậu. Tôi chưa mắng cậu là may rồi, lại còn đòi an ủi. Có điều chuyện lần này tôi phải cảm ơn hình dẫn. Hạ Kha luôn thấy áy náy về chuyện của chị cậu ấy. Nếu như lần này chị Thẩm Thanh thật sự đồng ý lời cầu hôn của Lăng Sơn, hoặc là Tiểu Tây bị anh ta bắt đi, Hạ Kha nhất định sẽ tự trách mình cả đời. Cậu muốn tôi tức chết đúng không? Cậu ở đây nói thương xót người ta, người ta không nghe thấy đâu. Còn nữa, con gái như cậu, hơi tí là đến chỗ này, hơi tí là đến. Đến chỗ này. Cậu tưởng là Hạ Kha còn nhớ tới cao thủ võ lâm ngày xưa à? Thời gian trôi qua, con mắt của cậu ấy sớm đã thay đổi rồi. Cậu ấy chỉ thích những người ngây thơ đáng yêu như hình dẫn thôi. Cậu xem thời buổi dễ thương lên ngôi, có ai là không thích kiểu người đáng yêu chứ? Tính cách mạnh mẽ này của cậu nhất định phải sửa. Phải sửa. Tính tôi mạnh mẽ quen rồi, khẳng định là không sửa được. Nhưng tôi là kiểu con gái gì? Tôi cảm giác cậu cần phải định nghĩa lại đấy. Ý anh chị là gì? Chú ngốc thật đấy. Thì nghĩ là chú Sở Nam thành bố cháu rồi. Đúng thế, quá ngốc. Mày phạt chú con lấy phong bì ra. Anh ấy còn chưa đưa phí cho em đổi tên nữa kìa. Có điều phí mẹ anh phải làm sao? Mẹ anh bà ấy. Anh đừng nói với em, chuyện của mẹ anh vẫn chưa xử lý xong. Có ai nói chuyện danh rể kiểu đấy không? Em đừng quên bọn chị có vũ khí bí mật đấy. Vũ khí bí mật gì? Là cháu chứ còn gì nữa. Con trai chị đúng là ai gặp cũng yêu. Lúc ở trong bệnh viện đã hoàn toàn thu phục mẹ chồng chị rồi.
Hạ Kha, bây giờ chị chính thức tuyên bố chị tìm được hạnh phúc rồi. Xóa bỏ hết cho em mấy phong ấn trước kia. Sau này không chịu trách nhiệm gì với chị cả. Cũng không cần phải thấy nợ chị điều gì. Ngày tháng sau này là chị chọn lấy, chị nhất định sẽ sống tốt. Vậy thì em phải cảm ơn anh nhiều rồi Sở Nam. Sau này giao hết cho anh đó. Chú Hạ Kha, đây là đồ chơi gì thế? Để xuống cho chú. Cháu muốn chơi. Thảm Tiểu Tây, cháu mà không bỏ xuống, chú không mua đồ chơi cho cháu nữa đâu. Mẹ ơi, chú Hạ Kha xấu tính thế. Từ lúc nào em lại thích chơi đồ chơi cartoon thế này? Cái đó là em mua cho người khác. Anh thấy thứ đó ở nhà Hình Giận không ít đâu. Tiểu Tây, cái đó không gọi là đồ chơi, mà là mô hình. Mô hình là gì ạ? Mô hình. Mẹ ơi, hôm nay dì Hình Giận cũng tới ạ? Đúng vậy, không chỉ có dì Hình Giận, mà còn cả cậu Hạ Kha và chú Hạ Ngộ cũng tới nữa. Thế con có được nhờ dì Hình Giận dạy con vẽ không? Đương nhiên là được rồi. Mẹ bảo nè Tiểu Tây, con thích dì Hình Giận như vậy, hay là để dì Ý làm mợ của con nhé. Mợ? Em đừng gắn ghép linh tinh. Anh thấy cậu Hà kia nhất định phải cưa đổ Hình Giận. Vậy sao? Nhưng em lại thấy Hạ Kha nhà mình đối xử Hình Giận đặc biệt hơn. Em nói như vậy, đợt team building lần trước, hai người họ đúng là không giống nhau. Em cho em như bình hồ lô, chuyện gì nó cũng giấu trong lòng. Thế nên lần này em mới gọi họ tới ăn tân gia với chúng ta. Em phải xem Hạ Kha với Hình Giận rốt cuộc là như thế nào. Như thế nào? Chủ tịch Hạ, không ai đi với anh à? Cô đang diễn cuộc chiến địa đạo đấy à? Không phải là anh bảo không muốn để người khác biết chuyện nhà anh sao? Thế nên hôm nay chúng ta tới nhà chị Thẩm Thanh tụ tập. Tôi nhất định phải khiêm tốn một chút, chứ không để người khác nhìn thấy tôi tăng ca ngồi trên xe của anh. Ngày mai kiểu gì cũng bị hỏi. Cô đúng là có tật giật mình. Ngày thường còn không ngồi xe tôi à? Ừ nhỉ. Chị an toàn. Tôi không đồng ý. Việc mở rộng những cái lợi trước mắt này không chỉ không có tác dụng, ngược lại còn gây bất lợi cho các nhãn hiệu khách hàng. Bất lợi như thế nào? Việc tuyên truyền đẩy mạnh mở rộng ra rồi, trò chơi của TAG mới có thể nhanh chóng thu hút khách hàng trên thị trường khốc liệt ngày nay. Tần số 60 giây trong vòng 24 giờ quanh tạc. Đây không phải là thu hút khách hàng, đây là đang dày dò người dùng. Hà Ngộ, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có cậy quan hệ giữa cậu và Hạ Kha tốt. Ăn cây táo rào cây sung. TAG bọn họ không thiếu tiền. Còn nữa, cậu tự tính xem từ giờ tới cuối năm còn bao lâu nữa. Số liệu tốt cũng là có hỗ trợ với tổ dự án chúng ta. Chính vì Hạ Kha là bạn thân của tôi, nên tôi mới tuyệt đối không dùng loại số liệu bỏ tiền ra mua này đi lừa gạt khách hàng. Còn nữa, tôi nhắc anh thêm một câu, Hạ Kha không dễ bị anh lừa đâu. Hà Ngộ, cậu nói kiểu gì đấy? Cậu đi đâu? Đại tiểu thư Diêu, còn chưa tăng ca không đi hẹn hò, cậu đóng việc chưa xong sao dám về? Có điều nhìn cậu ăn mặc thế này, tối nay có hẹn với người đẹp chứ gì? Tối nay tôi có hẹn tới nhà chị Thẩm Thanh ăn cơm. Cô muốn đi không? Bỏ đi, tí nữa tôi có việc rồi. Cậu nhắc tới sự kiện online ngày mai à? Tôi sắp xếp ổn rồi, đi thôi. Cậu không thấy là gần đây cậu với giám đốc Tiền có căng quá rồi không? Anh ta tầm nhìn hẹp hòi như vậy, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách đề phòng tôi, sẽ lôi anh ta xuống khỏi ghế giám đốc kia. Chuyện Lưu Thuấn Vũ lần trước, Hạ Kha lấy thân phận bên A mới giữ được tôi. Cậu nói xem anh ta làm sao mà không giở trò. Cậu cũng hiểu hết đấy chứ. Tôi không thèm đùa với anh ta. Đi thôi. Đi. Đi cùng đi. Không đi. Được. Ok. Tôi cũng không biết tính cách kỳ lạ này của cậu khi nào mới cưa được Hạ Kha đây. Sơn Dương, vẽ xong rồi. Tiểu Tây còn muốn vẽ gì nữa? Vẽ cậu Hạ Kha à? Hạ Kha, để dì nghĩ đã. Nhường tôi 10 giây đi. Dựa vào gì chứ? Cậu mà không nhường thì là ỷ mạnh hiếp yếu.
Cậu đừng có tưởng chuyện gì tôi cũng nhường được. Cậu nghiêm túc đấy à? Đương nhiên nghiêm túc rồi. Được, vậy lần này chúng ta cạnh tranh công bằng, dựa vào bản lĩnh riêng. Được. Cậu Hà Kha là con sư tử lớn, nhỏ tiếng thôi. Đừng để chú sư tử đấy nghe thấy, chúng mình sẽ bị ăn thịt đấy. Được rồi, bây giờ mình tô màu cho sư tử. Tô một tí ở đây, cho thử tô đi. Hình dẫn biết chơi với trẻ con thật đấy. Vậy sao? Tên ngốc Hà Kha này, bên cạnh người ta 2 năm rồi còn không cưa được, lại còn để Hà Ngộ vượt lên trước. Thật ra chuyện tình cảm chỉ cần đúng thời điểm chứ không có trước sao. Hơn nữa, đó là chuyện của họ, em để cho họ tự triển khai đi. Thế thì em cũng phải nhắc nhở cậu em bướng bỉnh của mình chứ. Hà Ngộ, giúp chị cầm đĩa hoa quả này lên cho Hình Dẫn với Tiểu Tay đi. Ok chị, việc này sẽ để khách làm được. Nè cậu, tôi không tính là khách được. Chị Thẩm Thanh, chị cứ coi em là em trai ruột của chị đi. Em rất thích làm mấy việc này, đừng có khách sáo với em. Không phải em nói em không phải khách sao? Vậy đi giúp chị thái rau đi. Giật cả mình. Nào ăn hoa quả đi. Tiểu Tay, chú hỏi cháu một câu, cháu có thích cô bé nào không? Để làm gì ạ? Chú có ở đây này. Ăn cơm nào, tới đây. Cậu ngồi bên kia đi. Tại sao? Hai đứa chúng tôi đều không ăn cay. Cậu thích ăn cay như thế mà. Cậu ngồi bên kia đi. Mấy nay tôi nóng trong người cũng không ăn cay. Không phải đấy chứ, cái này là chị mua riêng cho em đó. Gia vị Trùng Khánh hiệu Lão Tử. Chủ tịch Hạ gần đây bị nóng trong người, em có thể làm chứng. Chủ tịch Hạ, anh ngồi đây đi. Tôi ngồi bên kia ăn món cay cũng được. Mọi người đừng tranh nhau nữa. Hình Dẫn chỉ bảo em này, không cay không gọi là cuộc đời. Em nhất định phải nếm thử đó. Gói gia vị dầu bò của cửa hàng này hơn 100 tuổi rồi, khó mua lắm. Vâng, hôm nay cảm ơn mọi người đã tới nhà chị ăn tân gia. Đã lâu rồi chị chưa cảm nhận được thế nào là một gia đình. Chị rất trân trọng từng làn khói trên bàn tiệc ngày hôm nay. Cũng cảm ơn những gì mọi người đã làm cho chị và Sở Nam. Cạn ly. Cảm ơn, cảm ơn. Cạn ly, cạn ly. Mời ăn đi. Mặt mặt lại nhờ chị đợi em đạo cụ trò chơi. Được rồi, em không nói chị cũng biết đáp án rồi. Mặt mặt nào vậy? Trợ lý văn phòng chị. Gần đây mê mẩn trò mới của công ty nó. Thế chị bảo quấy sáng mai lên trang ép mà dập đạo cụ trò chơi. Mở bán trước đạo cụ trò chơi là dự án tuyên truyền trước khi ra mắt của bọn em. Chỉ có 1.000 cái thôi. 1 tệ dành mua thẻ đạo cụ 99 tệ. Dùng vào phụ bản trò chơi sau này. Mua ở đâu thế? Ở đây chứ đâu. Bọn em hợp tác với trang ép. Chỉ có 1.000 cái thôi. 10 giờ gì vậy? Rõ ràng bây giờ cũng mua được. Làm sao mà thấy được? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Vẫn không có ai nghe máy à? Hình Dẫn, tình hình thế nào? Không chỉ có thời gian thay đổi mà cả lượng hàng trong kho cũng tăng lên 100.000 cái rồi. 100.000. Thế nếu như mọi người ai cũng mua với giá 1 tệ thì mình tổn thất 1 triệu lận. Hệ thống sắp mất rồi. Diêu Tinh, cậu cũng nghe tin rồi à? Giám đốc tiền tới rồi, đang đợi cậu trong phòng. Việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề đã. Nhân viên phụ trách phòng phát triển tới chưa?
phải đóng giao dịch trước đã, giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất, không cần giải quyết gì nữa.